Thưa quý vị, mấy ngày nay trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một tờ giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây dành cho một phụ nữ vì đã sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Theo nghị quyết 26 2021 HDND tỉnh Tiền Giang. Thông tin về trường hợp người phụ nữ được khen thưởng trên mạng xã hội, lãnh đạo huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang cho biết, Kể từ khi thực hiện chính sách khen thưởng về dân số theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 đã khen thưởng 390 phụ nữ tại địa phương đạt tiêu chí này. Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang có nghị quyết 26 năm 2021 quy định mức hỗ trợ công tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể cá nhân trong công tác dân số. Trong đó, mục khen thưởng của nghị quyết 21 quy định phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được khen kèm hỗ trợ số tiền là 1 triệu đồng. Theo Tri Cục Dân Số trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang, sở dĩ có việc khen thưởng này là do mức sinh của tỉnh thấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, các địa phương đã thực hiện có huyện 6 tháng tổ chức khen một đợt, có huyện mỗi năm khen một đợt. Thống kê một năm tại địa phương có khoảng 2.000 phụ nữ được xét khen theo tiêu chí sinh đủ hai con dưới 35 tuổi. Tuy nhiên, theo Tri Cục Dân Số, ngoài tiêu chí này, người được khen còn phải đáp ứng các tiêu chí khác như gia đình thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế và gia đình văn hóa. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 9, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định 2494QD-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá tháp điện gió từ Trung Quốc. Bộ Công Thương ban hành quyết định số 2494QD-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió từ Trung Quốc được phân loại theo các mã HS7308.20.11 và 7308.20.19 trong trường hợp được nhập khẩu như là một bộ phận của tổ máy phát điện chạy bằng sức gió thì được phân loại theo mã HS 8502.31.10 và 8502.31.20 mã số vụ việc là AD18 Quyết định tiến hành điều tra được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp hoàn thiện ngày 25 tháng 7 năm 2022 bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước gồm công ty trách nhiệm y hoạn CS Win Việt Nam và công ty trách nhiệm y hoạn năng lượng xanh và tái tạo phương Nam. Bộ Công thương cho biết ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm tháp điện gió từ Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi bán phá giá này đang gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Vì vậy, Bộ Công thương sẽ thực hiện việc thẩm tra xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ Công thương cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can trong việc phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chứng minh làm rõ trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước chủ đầu tư nhà thầu tư vấn đấu thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật tst để trúng thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước Ngày 28 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Võ Kế Thành, giám đốc trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Minh Bá, giám đốc công ty TST, Huỳnh Trọng Nghĩa, giám đốc công ty Trường Thịnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Trần Thị Bình Minh nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Tất Thắng, Phó phòng Kinh tế Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Duy Phước, nguyên kế toán trưởng công ty TST, Nguyễn Đức Quỳnh, nguyên nhân viên trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật hình sự sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan sinh năm 1963, quốc tịch Anh và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn CJCGV Việt Nam. Theo đó, hồ sơ vụ án thể hiện ông Benedict đã làm việc cho hệ thống dạp chiếu phim này từ năm 2012. Ngày 1 tháng 1 năm 2014, ông tiếp tục ký hợp đồng làm việc cho CGV Việt Nam, trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Megastar, thời hạn đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 với chức vụ giám đốc kinh doanh và tiếp thị, mức lương là 4.000 đô la Mỹ cùng phụ cấp tiền thưởng hoa hồng nơi làm việc tại quận 1. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2014, CGV Việt Nam ban hành thông báo thuyên chuyển ông từ vị trí giám đốc kinh doanh và tiếp thị sang vị trí giám sát sảnh tại cụm rạp CGV ở quận 7. Sau đó đến ngày 17 tháng 12 năm 2014, ông Benedict Daniel Sullivan làm đơn xin từ chức giám đốc kinh doanh và tiếp thị từ ngày 19 tháng 1 năm 2015 và xin nghỉ việc để điều trị bệnh từ ngày 16 tháng 12 năm 2014 đến mùng 1 tháng 1 năm 2015 vì lý do sức khỏe cũng theo đơn khởi kiện, đến ngày 20 tháng 1 năm 2015, ông bị buộc chấm dứt làm việc tại CGV Việt Nam mà không nhận được quyết định nào về việc chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ văn bản về việc chi trả cuối cùng. Cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động là trái luật nên phía nguyên đơn đã khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu buộc CGV Việt Nam phải thanh toán các khoản với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Phía bị đơn là CGV Việt Nam trình bày tại đơn gửi toán cho biết Ông Benedict Daniel Sullivan là người đã nộp đơn xin nghỉ việc qua thư điện tử và bưu điện, nên việc công ty cho thôi việc là không trái quy định pháp luật. Về vấn đề trả lương, đại diện bị đơn nói đã thanh toán cho ông Benedict Daniel Sullivan, tuy nhiên sau khi xem xét lại các khoản thì còn thiếu số tiền là 156 triệu đồng và đơn vị này tự nguyện thanh toán cho nguyên đơn. Việc ông Benedict cho rằng từ chức chứ không phải chấm dứt hợp đồng lao động là không đúng, bởi thời điểm xin từ chức, ông hiểu và ý thức được là xin nghỉ việc nên đã ký vào biên bản bàn giao công việc và tài sản cho công ty. Từ đó, CGV Việt Nam không chấp nhận các yêu cầu bồi thường. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn cho việc thanh toán cho ông Benedict Daniel Sullivan hơn số tiền là 156 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định do nhu cầu công việc nên CGV đã thuyên chuyển công tác đối với ông Benedict Daniel Sullivan không quá 60 ngày cộng dồn trong một năm là không trái quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Benedict có đơn xin nghỉ việc, không có sự ép buộc nên không có căn cứ để xác định công ty trách nhiệm hữu hạn CJ CGV Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.